Vâng, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Sào Rồng Vàng, và hôm nay chúng tôi lại trở về huyện Trà Cú của tỉnh Trà Vinh để tiếp tục lại sửa căn nhà yến này. Căn nhà yến này ở khu vực miền Tây, nhưng mà do cái tường nó bị thấm nên là bác này phải út hết một loạt tôn lên. Và nhà này tổng cộng nó khoảng tầm là tương đối nhiều đấy, 400m2 ấy. Đây thì cái lỗ khí này làm như thế này, các nhà thấy là nó ít lỗ và vẫn có khả năng sử dụng được cái lỗ 90 như thế này, nhưng mà chắc chắn là nó thiếu khí. Và nhà này thì lúc mà bàn giao nhà thì bị thấm và không có chim, và có khoảng tầm bác nói thì sáng cầu quê bác nói là khoảng 50 tổ, cũng 4-5 năm rồi. Và cách đây hơn một năm thì nó bay không? bay qua đi. Và nhiều ông đi thế. Hai cái này còn xài được không? Này, ta làm lại. Thế còn cái này? Cái này là dài. Hai cái này là gỗ. Này ngoài. Này còn hắn còn chơi ngoài nữa hả? Ừ. Mình làm nhà này mấy năm? Tính nhà 4-5 năm à. 4-5 năm. Thế lúc kỹ thuật họ làm cho mình bao nhiêu, được bao nhiêu tổ? Họ làm ra thêm như 60 tổ. Và sau đó thì tự tặng. Tự sự. Nay được bao nhiêu? Mà bây giờ được ra cũng 100 mấy à. 100 mấy. Thế là vì khi là mình làm cũng là gần được 100. Ừ. 100 hơn 100 tí. Thì nó vào nhà tổng có 200 tổ. Dọc này mình có cơ sở gì dọc hay cứ thế dọc thôi? Sao? Có phải nghiên cứu đâu mới dọc được chứ không nhỉ? học hỏi. Có xem kênh của em không? Có. Xem nhiều không? Nhiều. Dọc mà được hơn 100 tổ đấy. Dọc mà được hơn 100 tổ này cũng được. Đi, đi vào kiểm tra xem. Để nhà chỗ này nứt này. À, nó cái cản nó cái này tiếp. Ôi chết, mẹ nứt. Rồi ok. Ôi giời ơi, sao nhà cửa này sạch sẽ thế? Bác chủ nhà này rồi à, muốn xử lên thì đây cũng quay luôn một cái video cho quý vị xem. Ở bên đây không có lỗ à? Thôi, tại vì cái nó hồi xây sát gan lắm đấy, vì sợ con cái người ta cắt á. Không sợ cắt nó bình thường, thiếu nguồn lỗ khí, mặt hàng lỗ khí này bên đây không có chim mấy. Đây là chim này, chim thật nhà mình này ha. Tại vì hôm mình rửa nhà, hôm nọ bác rửa nhà đấy. Ô, này khoan nhiều lỗ lắm. Bên này khoan mé bên kia này. Không có lỗ thoát khí, là hắn đang dẫn cái nồi nó to này này. Đây, bây giờ tất cả các lỗ khí cho như thế này em vẫn dùng được cho bác nhé. Nhưng mà với điều kiện là mình phải mua cây thêm. Bao nhiêu cây thêm cây toa. Và bao nhiêu cây 14 cây toa. Thì nhà này là cơ bản mình phải khoan thêm lỗ ra. Tôi nói vào đây một tí là tôi đã muốn tắt thở rồi, là phải xử lý cái lỗ ở đây thông khí cho nó là đục hơi bị nhiều nhá. Chỗ này này ha. Đấy này, cái này thì quay rồi. Đây là phải cho con lỗ chim vào bên đây xuống dưới này thấp thôi chứ không có cao, hoặc là đưa sang đó bay cho chim nó bay lên bên đấy, và làm một lỗ bên này nữa, và làm chân khí đây nữa, và phải đi lại hết loa cho bác này. Đi lại hết cái loa bắt ngang này. Bắt ngang này nó rất là dội âm nhá. Nó dội âm lắm. Không được. Đúng ra là bác Thư này, nếu đúng có điều kiện là mình phải làm thêm một đường gỗ từ đây xuống nữa này. Được chưa? Đấy. Làm một đường gỗ từ đây xuống. Cái này người ta tiết kiệm quá. Đây là phải làm một đường gỗ từ đây nữa này. Đấy. Một đường bên đây nữa và một đường bên đây nữa. Và ngoài ra phải bó góc nữa cơ. Phải bó góc mà. Nhưng mình không bo góc thì thôi, nhưng mà nếu có điều kiện thì mình phải mua gỗ về mình đóng góc lại. Thì như này loa là cũng còn thưa lắm, nhưng mà thôi để câu chuyện nó tính sau. Nhưng mình giải quyết một cái là sao mình dẫn chim vào ở đã nha. Còn câu chuyện thì mình đã làm ở giữa nhiều, sau này nó nhiều chim đi thì mình tính tiếp, làm nó không khó, bởi vì đóng gỗ nó không khó, ai cũng đóng được hết. Nhưng cơ bản là bây giờ là phải điều khiển cái khí, cái nhiệt làm sao cho nó ôn hòa và nó có chim, nhiều chim, phải nhiều chim mới được nha. Đây, đi lên trên này xem nào. Và đây chắc là mình phải tận dụng
tận dụng cái cơ hội là mình sẽ cho con chim nó đi sang bên này nè, lách cho sang đây. Đây và đây nó cũng vậy này, phải đưa cái lỗ chim làm lỗ chim bên kia kìa, đấy quét lỗ bên kia lại chứ này nó đâu có lao thẳng vào trong nhà được anh. Con chim nó đi là nài bên kia kìa, nó là nài bên đây này. Đôi khi mình cho nó vào bên góc bên này này, bắt cái loan lách sang, lách được mà. Bỏ cái đó ra luôn. Đây cũng vậy này. Đây này. Đây cũng vậy này. Nhà này rất nhiều việc, cũng phải xử lý lỗ bên này. Cho cái loa bên này luôn, cho chim nó đi vào đây luôn này. Đấy. Và phải xử lý. Hả? Bỏ luôn. Anh vì bịt có mỗi đường chim vào, chim già bịt bất tiêu. Để chim lách đi vào đường này, cho nó vào đường kia, bịt cái kia lại và phải đi lại hết mà lu cho bác. Được chưa? Đấy là lý do tại sao mình phải mượn thần giáo. Và thứ hai là phải mua những cây ống 90 này. Về mình mới cắt ra. Mình mới bắt đầu là mình mới điều khí lại. Mình ba sàn đúng không anh? Bốn sàn luôn hả? Nhiều lắm, nó này khoan nhiều lỗ lắm. Nó phải thay loa cho bác này. Đi lại nó ru này. Khoan lỗ này, đập lỗ này. À, làm rất là nhiều rồi. Hả? Tầng 10 cũng được, kệ nó sao mình phải khoan lỗ. Tầng 10 mình cũng phải khoan lỗ ra. Bởi vì anh đã ép bốt miếng tôn rồi. Anh ốp tôn ở ngoài rồi. Nhé. Đấy thì mỗi một căn nhà yến có cái hướng cách xử lý khác nhau. Tầng 10 khác, tầng 20 khác mình phải xử lý. Nhưng mà cái tầng 10 thì anh ốp tôn ngoài là thì vẫn được. Nhưng mà không được tối đa như cái tường tầng 20. Để về nhiệt nên là mình phải khoan nhiều lỗ hơn so với những cái tường 20. Được chưa? Đấy còn chim đây này. Đấy. Những con chim này là chim thật nhà mình này. Đây là bác mới nọ là bác mới dọn dẹp nhà cửa rửa nhà đàng hoàng nhá. Thật này phải đầu tư nguyên một cái máy để rửa nhà. Bốn thầy trò nên rửa một ngày mới xong. Đấy. Nhưng mà nói gì thì nói cũng được. Nói chung là đây chim này. Đây. Đấy. Cũng ok thôi. Thì thôi rồi bọn em sẽ làm cho bác cái gì cả. Mượn cho em hai bộ thần giáo đi lại nó du hai bộ rối hai em đi đi nó con cái dán sổ nó sẽ bị chạy xuống thế này. Dán sổ thì em đâu chỗ nào bị cái thằng này ở nhà cái thằng trên nó mới chịu nó mới tụt á tụt á hả nó tụt á tại nó xài vào cái tắc kê bằng vào bằng một đầu. Nó cũng đóng ấy rồi mà nó cũng đóng này hàng này hết á hàng trên nó mới nhiều thằng trên thì bây giờ đơn giản mà bác mua cái cây á cất lên thôi bởi vì đi theo dàn thấy chưa giờ có đi tính cái đó tính em sẽ ấy cho tính sao tính rồi cho đi thay đi nấu tháo tỏ giá ra nó. Đúng ra nó phải làm được một dàn là một đường gỗ đây nữa này anh này. Mà nó không làm cho anh được. Nên là nó bị thiếu âm. Nó thiếu âm hay thiếu hai đường giữa mỗi sàn thiếu hai đường giữa y như cái nhà của cái anh ở Bình Thuận. Xem cái video của anh nhà Bình Thuận chưa? Anh nhà Bình Thuận nó phải làm anh sao anh làm lại. Gỗ làm lại. Nhưng mà thôi bây giờ làm y như nhà này. Đấy. Thì đấy thì cơ bản là vậy thôi. Đây hướng dẫn cách sửa đấy là phải đập cái lỗ đây ra và mua cây ống 190 vào. Xong em khoan thêm ống 114 nữa. Để tí nữa mình sẽ tính 4 sàn. Anh đang tính khoảng bao nhiêu cây ống để cho anh đi mua. Bao nhiêu cây ống 90, bao nhiêu cây ống 114. Bao nhiêu mét lưới. Để hoàn thiện đến căn nhà yến này cho anh. Vâng, đó một lần nữa cũng xin cảm ơn quý vị, hẹn quý vị một cái video clip lần sau. Đây là cái video chúng tôi hướng dẫn xử lý và chắn sáng thôi, cơ bản đập cái này ra và cơ bản là phải thay cái âm, thay cái đường dẫn này. Đây là cái lỗi cơ bản này, cái lỗi cơ bản là không có
đường chim vào mà chim dốc đầu xuống là rất là khó nhé. Và tận dụng cái đường bên này để cho chim vào nách vào đây luôn này. Anh hiểu ý em không? Nách con chim vào đường này luôn này. Và thoáng hết là chim nữa cái gì cả. Nhà này thì không phải lo về vùng chim. Không phải lo về vùng chim. Và chỉ lo về chuyên môn thôi, và xong là ngồi yên một chỗ. Đó là một cái điều mà hôm nay rất là may này. Bác rửa nhà xong đấy, nên rất là thơm tho, không có một tí mùi hôi thối nào, mốc nào. Là thôi ngay khi anh chỉ cần rửa nhà sạch cho em, mới là chim đã về nhiều hơn rồi. Đấy là những cái điều cơ bản này. Rồi, đó là bốn sàn luôn đúng không? Bốn sàn đấy là bốn sàn này 150 mét mà. À, 150 mét. 400 mét. Rồi, thì em sẽ làm cho bác nhé. À, lấy cho em hai bộ đàn giáo, tí tính cây tính ống mà làm cho. Nhà này thì làm hơi nhiều việc. Phải làm lại hết từ A đến Z nhé. Thì nó sẽ mọi thứ là ok. Không vấn đề gì cả. Cái công việc của em xử lý như thế này là chuyện hàng ngày, không có gì. Ngày nào cũng lang thang trên khắp nơi sửa để yến, thì nói chung là đây là cũng chỉ những cơ bản này thôi, không có vấn đề gì cả, sửa những công việc khác là xong. Đấy, bên đây cũng phải đặt ra chân khí ra luôn, hai độ chân khí, một độ đây, một độ bên đây, một độ bên này, bên này. Rồi, ok. Đó là tôi hướng dẫn là sửa cơ bản, nên anh bác nào mà xem video và cảm thấy không có điều kiện để sửa, tự sửa thì sửa cũng được. Bác này tự sửa thì bác cũng sửa được hơn 100 tổ rồi. Nói chung là bác nói là bản photo thì bản sao thì nó chỉ được thế thôi, còn là lấy bản gốc về. Ok, và cảm ơn quý vị trong video, có lần sau thân ái chào tạm biệt quý vị.